Alo. Vâng, vậy chúng ta cũng đến với trận đấu tiếp theo thôi. Bằng trận đấu này chúng ta sẽ được xem hình máy của game thủ Phạm Thành Đạt. Bên kia thì là lên game thủ Lê Tất Thành. Ở trận thi đấu này anh được cầm Roman, không biết kia cầm được quán quân, cầm quân gì. Bây giờ thì phi con voi thôi. Một bài Roman khá tươi. Có những cây gỗ đầu thì rất là gần nhà. Đây là có thể kết chiếc BS luôn không? Rừng đang hơi xấu xí một chút. Rất nhiều con dốc. BS đầu ở đâu? Chúng ta chờ xem. Mấy vậy đây là đẹp rồi. Homeless.
Oh!
Vâng, vậy khả năng là khó rồi. Tỷ số chắc là sẽ là 1-0 cho Lê Tất Thành thôi. Chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai thôi.